Xin chào tất cả các bạn. À, ngày hôm nay thì Mai Phan sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta búi một cái mái tóc cao cho cô dâu mặc áo dài và sẽ cài khăn bấm như thế này nhá. Mình sẽ sử dụng hai dụng cụ này, máy cuốn xoăn và máy dập phồng tóc. Sau khi mà mình đã dập phồng tóc rồi thì mình sẽ cuốn xoăn cho cái mái tóc lỡ như thế này. Chúng ta sẽ chia từng lớp và cứ thế cuốn xoăn bay ra bên ngoài cho đến hết cái lọn tóc. Độ xoăn thì chúng ta sẽ không cần phải cuốn quá nhiều nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ cuốn cách cái phần da đầu của khách hàng ấy ạ, khoảng 10cm nhé. Với những cái chất tóc mà đã có nhuộm qua hóa chất như thế này rồi thì các bạn hãy chú ý là chúng mình không cần phải giữ máy xoăn quá lâu các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần giữ máy xoăn cho đến khi mà cuốn được hết tóc vào trong cái lô của máy cuốn xoăn là đủ để nhả ra rồi, là tóc của chúng ta đã đủ để nóng để xoăn giữ được rồi các bạn nhé. Rồi, phần sau của mái tóc thì các bạn hãy chia ngang như thế này. Ở phần hai bên thì chúng ta chia dọc, còn phần sau của mái tóc thì chúng mình sẽ chia ngang nhé. Và sau đấy chúng mình sẽ quấn tóc, vẫn là tóc bay nhé, quấn ngược lên nhé, cho đến hết mái tóc. Thật ra khi mà chúng ta đã định làm cái kiểu tóc búi lên như thế này thì chúng ta cũng không cần phải quấn cái mái tóc nó quá xoăn các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần quấn đủ, vừa đủ xoăn để cho mái tóc của chúng ta nó mềm, để chúng ta tết lên, bới lên cho nó đẹp thôi. Và khi mà chúng ta quấn cho mái tóc nó lỡ ngắn như thế này thì chúng mình hãy sử dụng cái máy phi 22 nhé. Đừng dùng cái phi mà to quá, cũng đừng dùng phi bé quá. Bởi vì phi to thì sẽ làm cho cái mái tóc của mình bị nhanh duỗi, mà phi nhỏ quá thì lại làm cho cái mái tóc của mình bị già và hơi sơ. Chúng ta cần phải có được đủ cái độ bóng của mái tóc. Với cái mái tóc búi để cho cô dâu đội khăn mấn mặc áo dài thì nó không những yêu cầu là đẹp ở phía trước mà còn yêu cầu là phải đẹp cả phía sau. Chính vì thế cho nên là phần sau này chúng mình cũng sẽ quấn tóc hết, xoăn hết toàn bộ tóc của cô dâu. Để khi mà làm lên thì cái mái tóc của chúng ta nó sẽ nảy hơn, nó không bị bết tóc lại nhé. Sau khi mà các bạn cuốn xoăn xong rồi này thì chúng mình sẽ chia một phần tóc ở phía trên nhé. Chúng ta sẽ lấy từ đỉnh đầu của bên trái kéo sang bên phải. Cái điểm này thì chúng mình lấy khoảng 10 phân tóc từ trên đỉnh đầu xuống nhé. Chúng ta sẽ chia và lấy. Chúng mình sẽ lấy góc vuông của cái khối tóc nhé. Đó, chúng mình sẽ cất lại cái phần này, chúng mình sẽ trải này, lấy kẹp nó vào đã nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ trải và buộc cái phần tóc còn lại này nhé, vào đúng điểm giữa đầu nha, giữa đầu. Và độ cao của nó sẽ cao hơn cái phần đỉnh tai này, cao hơn cái phần đỉnh tai này khoảng từ 5 đến 7 phân nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chia cái phần tóc mà vừa mới buộc xong ấy ạ. Chúng ta sẽ chia nó ra làm 4 phần đều nhau. Rồi, sau khi mình chia thành 4 phần đều nhau như này thì chúng mình sẽ tết lại với nhau nha. Tết 4. Đây là một công thức tết mà làm được rất là nhiều kiểu tóc khác nhau và rất là dễ đẹp. Lại còn rất là nhanh nữa. Sau khi mà chúng ta tết xong thì chúng ta sẽ đi rút tóc nhé, rút từng cái tép này.
để cho mái tóc của chúng ta nó được phồng hơn và dày hơn nhé. Tơi tép tóc ra, hãy rút thật là tơi tép tóc ra nha. Sau mỗi một cái tép rút như thế này thì các bạn có thể xịt gôm ngay lập tức để cho cái tép tóc của mình nó được giữ lại độ phồng. Rồi sau đấy chúng ta lại rút những cái tép tóc bên cạnh. Khi rút thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ chịu rút từng chút một để cho tóc nó tơi dần ra, chứ không rút dày tóc quá. Dày quá tóc sẽ không tơi được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trải mượt cái phần tóc còn lại ra và chúng ta sẽ lấy tóc, cứ chia đôi cái tép tóc ra như thế này nhá. Chia đôi nó ra như thế này và chúng mình bện lại với nhau. Khi mà bện thì chúng ta cứ thế nhặt tiếp. Bện đều, chia đôi làm hai bên và bện đều, lấy đều tóc của hai bên nha. Sau đấy chúng mình sẽ bện vào như thế này. Rồi sau khi mà bện xong thì chúng mình lại sử dụng một cái kẹp, kẹp giữ cái phần đuôi lại đã. Và các bạn hãy đi rút ở phần trên để cho cái tóc nó được phồng hơn một chút nữa. Chúng ta sẽ rút từ từ, từ trên rút đều đi xuống dưới. Khi mà rút thì các bạn chú ý là cái phần này nó chỉ cao hơn. Đến điểm dưới thì tóc sẽ nhiều hơn và chúng ta rút nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ rút ít thôi, đừng rút nhiều quá nha. Bởi vì phần dưới này mái tóc nó phồng sẵn rồi, nó đã có độ phồng sẵn của tóc tết nhiều rồi. Sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng chun chốt cái phần tóc tết này lại nhé. Và quấn cái tóc này ôm theo cái khối tóc lúc trước.
chốt lại bằng ghim U nhé. Các bạn chú ý này, khi mà chúng mình mua cặp ghim ấy thì nên mua những cặp ghim mà nó U như thế này thì chúng ta chốt tóc sẽ rất là dễ này, mà nó không bị rứt tóc. Sau khi mà chúng ta đã xong phía sau thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển về phía trước nhé. Phía trước thì với cái gương mặt như thế này, chúng mình sẽ chọn cho cô dâu một cái kiểu mái phù hợp nhất. Ví dụ như bạn này, bạn ấy có cái phần trán, hai góc trán rất là vuông. Chính vì thế cho nên là phần mái này chúng mình sẽ để lại đi, để lại đúng tóc mai của cô dâu để che được cái khuyết điểm này. Còn cái vị trí ở phần trên thì với cái khuôn mặt của bạn này, mình sẽ cần làm cho nó phồng cao hơn một chút thì gương mặt của bạn ấy sẽ đẹp hơn và thanh thoát, thon gọn hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu chia nha. Chia từ cái phần hai bên cánh mũi đi thẳng lên này, hai bên cánh mũi đi thẳng lên, lấy cái điểm giữa này, hai bên tương tự như nhau nhé, hai bên tương tự như nhau này, lấy đúng cái điểm giữa này nhé. Chúng mình sẽ đánh dối, chúng mình sẽ chia đôi cái phần tóc này ra cho nó mảnh và chúng ta sẽ đánh dối để tạo độ phồng cho phần mái. Phần này các bạn chú ý là chúng mình sẽ đánh dối cao từ 3 cho đến 4 phân nhé, không nên quá cao. Và tất nhiên là độ cao sẽ phù hợp theo từng gương mặt. Mặt to thì sẽ phải cao nhiều, mà mặt nhỏ thì chúng ta sẽ cần độ cao ít. Sau đấy thì chúng mình sẽ gập phần giữa nó mướt hơn, mượt hơn và tắt đều sang hai bên như thế này, để cho cái mái tóc của mình nó ôm theo khối oval, có nghĩa là phần đỉnh này sẽ là phần nhún cao nhất, sau đấy nó sẽ ôm thấp dần xuống, ôm theo khuôn mặt như vậy nhá. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ chốt ghim ở phía sau. Và các bạn chú ý này, cái điểm giữa này này, chúng mình sẽ rút cái lọn tóc này lên, rút cho nó tơi, xương xương lên, thì cái phần mái tóc của mình sẽ được mềm mại hơn và trẻ hơn rất là nhiều. Với độ rút này nó sẽ giúp cho cái phần mái tóc của mình trẻ hơn rất là nhiều nhé. Nhớ là cố định lại bằng gôm sau mỗi lần rút. Sau khi mà chúng ta đã chốt xong phần giữa rồi thì chúng mình sẽ xử lý hai bên này và chúng mình sẽ chia theo, ôm theo khối đầu nhé. Ôm theo khối đầu này, chia đôi nó ra, đánh dối, chia thành hai lớp đánh dối. Cái phần này thì mình sẽ đánh dối ít hơn nhé. Các bạn chỉ cần đánh dối khoảng 2 đến 3 phân thôi, để cái độ phồng nó vừa đủ, không được phồng quá nhiều. Hai bên phồng nhiều sẽ làm cho gương mặt trở nên già hơn rất nhiều. Nhớ là chúng mình để lại một chút tóc con để gương mặt của cô dâu sẽ được thon gọn hơn. Tóc con sẽ được lấy ở hai bên mai xuống, vặn nhẹ để ôm theo khối tóc của phía sau. Và chúng mình chốt lại bằng ghim. Tiếp theo thì chúng ta lại rút nhẹ nha. Rút nhẹ để mái tóc có độ phồng. Chúng ta sẽ rút nhẹ để mái tóc có độ tơi nhé. Có độ tơi. Bởi vì những cái tóc mà không được nhuộm màu nhiều á, mà chúng ta làm nó bết lại, đã là tóc đen hay là tóc ít màu mà bết thì nó già lắm. Cho nên là chúng mình hãy chú ý nhá, cần có độ tơi thì sẽ trẻ hơn. Tương tự bên này chúng ta cũng sẽ thao tác y hệt như bên kia.
Với cái phần tóc mái mà hơi dày thế này đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ đưa bớt lên trên nhá. Đưa bớt lên trên cho nó phù hợp với cả gương mặt của bạn này. Điểm nốt cái phần tóc còn lại, cái phần tóc mái dư của phía trước vào những cái điểm mà nó đang còn thiếu tóc. Những điểm mà hở của cái phần tóc này thì chúng mình sẽ sử dụng đồ cài nhé. Sử dụng đồ cài. Và Mai Phan đã chia sẻ xong cách búi tóc cao cho cô dâu mặc áo dài rồi nhé. Hy vọng được các bạn ủng hộ Mai Phan thật nhiều. Và các bạn ơi, các bạn yêu quý Mai Phan thì hãy subscribe kênh YouTube của Mai Phan với các bạn tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.